vận động viên Quỷ Đỏ tiếc chưa? Sancho chi ân Dortmund. Sau khi tỏa sáng với một bàn thắng trong trận đấu rạng sáng này cho Borussia Dortmund trước câu lạc bộ PSV của Hà Lan, ngôi sao vẫn đang thuộc biên chế của Manchester United là Jadon Sancho đã có một vài phát biểu đáng chú ý như sau. Tôi thật sự hạnh phúc với bàn thắng đó. Ngày hôm nay, tôi cũng đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Tôi biết ơn vì Borussia Dortmund đã cho tôi cơ hội để chơi bóng và đây chính là cách để tôi đền đáp lại những điều trên từ câu lạc bộ. Tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt trong thời gian tiếp theo. Borussia là một đội bóng tuyệt vời. Tôi tin rằng câu lạc bộ này có thể làm nên một điều gì đó tại đấu trường UEFA Champions League năm nay. Fan Atlético Madrid phấn khích Jan Oblak quá xuất sắc. Jan Oblak là người hùng của Atlético Madrid khi đại diện Tây Ban Nha đánh bại Inter Milan trên chấm phạt đền để tiến vào tứ kết Champions League. Cũng không kém cạnh so với David Raya ngày hôm qua, Jan Oblak đã cản phá 3 trong 5 quả penalty của Inter Milan để đưa câu lạc bộ còn lại của thành Madrid tiến vào tứ kết của Champions League. Ngoài ra, trong trận đấu, thủ thành đến từ Slovenia cũng đã có rất nhiều pha cản phá xuất thần để giúp cho Atlético Madrid có thể chống chọi lại nhiều đợt hãm thành của Inter Milan. Sau trận đấu, thủ thành người Slovenia cũng nhận được danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu. Trong trận đấu với câu lạc bộ Nashville vừa qua, Inter Miami đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Những người lập công cho đội bóng của chủ tịch David Beckham là Luis Suarez ở phút thứ 8, Robert Taylor ở phút 63. Bên cạnh đó, chủ nhân của quả bóng vàng cũng rất biết cách để mọi người nhắc đến tên mình khi có được bàn thắng ở phút 23. Trận thắng này giúp Messi và các đồng đội đi tiếp tại cúp vô địch các câu lạc bộ CONCACAF. Cổ động viên Inter cay đắng Simone Inzaghi tự hào về những cầu thủ của mình. Phát biểu với TNT Sports sau trận thua có phần cay đắng trước Atlético Madrid, huấn luyện viên của Inter Milan là Simone Inzaghi đã nói như sau: "Kết quả này thật đáng thất vọng. Những cầu thủ của tôi đã có một ngày làm việc rất tốt. Dù thế, tôi tin rằng đội bóng này đã thiếu đi sự may mắn trong hôm nay. Lẽ ra trong hiệp 2, Inter Milan cần thi đấu tốt hơn những gì đã thể hiện. Tôi tự hào về những người học trò của mình. Dù thất bại, tuy nhiên tôi luôn nói với tất cả rằng cầu thủ cần phải ngẩng cao đầu cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa." Antoine Griezmann quá hay, Simone không tiếc lời ca ngợi. Sau khi cùng Atlético Madrid đánh bại Inter Milan để tiến vào tứ kết đấu trường UEFA Champions League năm nay, huấn luyện viên Diego Simeone đã dành rất nhiều lời ngợi khen gửi đến những người học trò của mình. Và Antoine Griezmann chính xác là một trong những cầu thủ được huấn luyện viên người Argentina đánh giá cao nhất. Nói với báo giới truyền thông sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên sinh năm 1970 đã phát biểu như sau: "Griezmann là một cầu thủ tuyệt vời. Không chỉ xuất sắc trong tấn công, anh ấy còn rất tích cực trong việc hỗ trợ những người đồng đội trên sân. Griezmann rất bình tĩnh và đẳng cấp. Cậu ấy chính là chìa khóa cho thắng lợi ngày hôm nay của Atlético. Tôi rất vui mừng khi có được sự phục vụ của một cầu thủ như Griezmann vào lúc này." Inter bại trận Jan Sommer cảm thấy thất vọng to lớn. Dù đã rất cố gắng trong trận đấu rạng sáng này, tuy nhiên thủ thành Jan Sommer cũng không thể giúp Nerazzurri giành được một thắng lợi trước Atlético Madrid và phải ngậm ngùi cùng đại diện Italia bị loại khỏi đấu trường Champions League năm nay. Phát biểu sau trận đấu trên Amazon Prime, thủ môn người Thụy Sĩ đã chia sẻ như sau: "Bản thân của tôi vô cùng thất vọng trước kết quả trên. Tôi cùng với toàn đội đã có một trận đấu tuyệt vời. Inter Milan đã có những giây phút rất gần với chiến thắng. Tuy nhiên đáng tiếc rằng chúng tôi đã không chuyển hóa được những cơ hội đó thành bàn thắng. Dù thua trận nhưng mọi người đã cố gắng hết sức. Inter Milan sẽ trở lại thật mạnh mẽ trong tương lai." Phong độ của Messi trong năm 2024 vẫn tuyệt vời và Inter Miami thậm chí còn hiểu rằng muốn Messi cống hiến cho họ nhiều nhất có thể, họ phải để anh được nghỉ ngơi giữa các trận đấu. Trận đấu này Messi cũng chỉ thi đấu 50 phút trước khi bị rút ra. Tuy nhiên, chừng đó là đủ để anh có thể kéo đoàn tàu Inter Miami đi tiếp để cạnh tranh danh hiệu này. Luis Suarez cũng đang chơi ngày một hay hơn và trình độ của anh vẫn dư sức có thể chơi tốt ở cấp độ này dù không còn nhanh nhẹ nữa. Quả thật khi cả hai vào form, Inter Miami đúng là chẳng ngán một đối thủ nào cả. Cổ động viên Inter Miami vui sướng, Gerard Martino ngợi khen Messi. Huấn luyện viên trưởng của Inter Miami là Gerardo Martino đã có một vài phát biểu đáng chú ý như sau khi Inter Miami tiến vào tứ kết CONCACAF. "Toàn đội ngày hôm nay đã có một trận đấu rất tốt. Messi và Suarez đều đã có những khoảnh khắc riêng của mình. Phần về Messi, cậu ấy khiến tôi nhớ hình bóng lúc còn thi đấu trong màu áo của Barca. Những điều Messi làm rất đặc biệt. Dù vậy, tôi cũng không ngạc nhiên về điều đó. Messi vẫn luôn rất khác biệt." Với màn thể hiện đáng khen trong chiến thắng mới đây nhất của Borussia Dortmund trước PSV Eindhoven tại đấu trường UEFA Champions League vừa qua, Jadon Sancho đã nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Những cổ động viên của đội vàng đen hy vọng rằng ngôi sao tuyển Anh sẽ giữ được phong độ tốt như hiện tại để cùng Dortmund chinh phục các mục tiêu trong giai đoạn sau của mùa giải năm nay. Độc lạ, huấn luyện viên Simeone không xem các cầu thủ Atletico Madrid đá luân lưu. Theo những tin tức mới nhất từ tờ ABC News cho biết, huấn luyện viên Diego Simeone đã không theo dõi những người học trò của mình suốt luân lưu trước trận đấu với Inter Milan đêm qua. Theo giới truyền thông của Italia cho biết, huấn luyện viên người Argentina nói rằng việc không xem những cầu thủ Atletico khiến huấn luyện viên này cảm thấy tốt hơn. Bên cạnh đó, Simeone cũng cho biết ông hoàn toàn tin tưởng những người học trò của mình.
khi biết được thông tin trên, đã có rất nhiều cổ động viên bóng đá trên thế giới phải bất ngờ vì Diego Simeone vẫn luôn nổi tiếng là một huấn luyện viên cứng rắn trong làng túc cầu thế giới. Thú vị, người ngoài hành tinh làm tiên tri cho Premier League. Huyền thoại người Brazil Ronaldo de Lima đã đưa ra dự đoán của mình cho nhà vô địch Premier League mùa này. Người ngoài hành tinh cho rằng Man City sẽ làm nên lịch sử ở mùa giải này khi trở thành đội đầu tiên giành được danh hiệu vô địch quốc nội thứ tư liên tiếp tại xứ sở sương mù. Arsenal hiện đang dẫn đầu cho cuộc đua danh hiệu sau chiến thắng trước Brentford vào cuối tuần trước, cũng như trận hòa của Liverpool với Man City. Tuy nhiên, lợi thế của pháo thủ so với lữ đoàn đỏ chỉ nằm ở hiệu số bàn thắng bại, còn Man City tạm thời xếp thứ 3 nhưng chỉ kém 2 đội xếp trên đúng 1 điểm. Với một chiến lược gia đại tài như Pep cùng với một dàn hào thủ trong tay, thì lời tiên tri của Ronaldo de Lima rất có thể sẽ thành hiện thực. Bên cạnh những tin tức nóng hổi nhất của bóng đá thế giới trong 24 giờ qua, ekip của tôi cũng sẽ tổng hợp và gửi đến các bạn những thông tin thú vị khác của World Quay bóng đá trong phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay. Tại bắt đầu thôi. Theo những cập nhật từ chuyên gia Santin Fabrizio Romano, Chelsea hiện tại đang lên kế hoạch chiêu mộ thêm hậu vệ trái trong bối cảnh Ian Madsen có thể ra đi vào mùa hè này. Cầu thủ người Hà Lan đang được cho mượn tại Dortmund và anh dường như muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng nước Đức. Vì vậy, ban lãnh đạo của The Blue đang tìm kiếm trên thị trường những mục tiêu tiềm năng để thay thế cho hậu vệ 22 tuổi này. Và cũng theo cập nhật của Romano, Ian Madsen đã giải thích lý do tại sao mình lại muốn rời Stamford Bridge như sau. Thật lòng mà nói, kế hoạch của tôi là ở lại Chelsea, nhưng với áp lực mà câu lạc bộ này đang phải chịu, đôi khi rất khó để huấn luyện viên cho các cầu thủ trẻ như tôi ra sân thi đấu. Tôi hiểu điều này, đó là một áp lực của huấn luyện viên. Tôi không hờn trách gì ai vì đây là áp lực mà bóng đá đem lại. Tuy nhiên, bản thân tôi muốn được thi đấu nhiều hơn. Trước thêm trận đấu với Sparta trong khuôn khổ vòng 16 đội Europa League, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có một số chia sẻ với đội trưởng của lữ đoàn đỏ như sau. Virgil van Dijk là người cực kỳ tham vọng và muốn đạt được nhiều danh hiệu cùng câu lạc bộ. Chiếc băng đội trưởng đã giúp ích cho anh ấy rất nhiều. Kể từ khi nhận băng thủ quân, Virgil van Dijk đã hoàn thành nhiệm vụ thủ lĩnh của mình một cách đặc biệt xuất sắc. Dưới sự chỉ huy của người thủ lĩnh trên sân, cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều. Virgil van Dijk là một trong những cầu thủ vô cùng quan trọng của Liverpool dưới thời huấn luyện viên người Đức, và anh đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người thủ lĩnh của câu lạc bộ này. Mới đây, theo cập nhật của chuyên gia Santin Fabrizio Romano, đội tuyển Maroc đã công bố danh sách những cầu thủ sẽ vắng mặt trong hai trận đấu sắp tới với Angola và Mauritania. Theo đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Brahim Diaz, khi cầu thủ này đã từ chối khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha để mang lên mình màu áo của đội bóng Bắc Phi. Ngoài ra, đội hình của top 4 World Cup 2022 còn có những cái tên nổi bật khác như thủ môn Yassir Bono, hậu vệ Hakimi, tiền vệ Amrabat hay tiền đạo Hakim Ziyech. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bằng cách để lại một like và một lượt đăng ký để tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video thú vị khác trong hệ thống kênh sóng của Bình luận viên Anh Quân tại YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.